Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến video tiếp theo trên kênh của Nhân BB. Và ngày hôm nay, Nhân BB sẽ reaction Skibidi Toilet Zombie. Ok, series này là một cái series mới. Hy vọng các bạn thích và yêu quý, ủng hộ mình nha các bạn nha. Mọi người hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều series hay cho các bạn xem cho các bạn nha. Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, chúng ta cùng nhau reaction Skibidi Toilet Zombie nào. Vào đầu video mình thấy một khung cảnh cháy lỗ, một cái trực thăng đang rơi các bạn ơi, và nó lổ tung trên bầu trời luôn. Ui, cái camera của chúng ta đang chạy trốn. Bên cạnh camera có cả Skibidi Toilet nữa các bạn ơi. Ui, có Skibidi Toilet. Ngay bên cạnh chúng ta là một con Skibidi Toilet Zombie các bạn ơi. Oh my god, Skibidi Toilet Zombie này. Ui, nó đang cắn vào người của anh cameraman. Và sau đó anh ấy cũng biến đổi thành một con zombie. Và đây chính là cameraman zombie các bạn ơi. Vì đây là kiểu như thế giới Skibidi Toilet Zombie, nên là mọi thứ chúng ta kiểu như là phải tránh xa khỏi zombie các bạn ạ. Vì như các bạn biết rồi đấy, zombie nó cắn một cái là nó truyền bệnh luôn. Anh cameraman này vừa bị cắn một cái, anh ấy bị lây nhiễm luôn thành zombie các bạn ạ. Chúng ta xem tiếp nhé. Ui, chạy đi. What, một con zombie khổng lồ hơn. Ui, và đây là chiếc trực thăng của chúng ta. Nhưng anh này là chưa biến đổi thành zombie này, đã cố gắng giải cứu những người chưa bị biến đổi. Ok, lên trực thăng thành công. Và chúng ta nhìn thấy một con Skibidi Toilet Zombie khổng lồ. Đó chính là con Skibidi Toilet nhà khoa học. Không ngờ nó lại biến thành zombie các bạn ơi. Nhưng mà con này nó mà lây bệnh thì thôi rồi các bạn ơi, là ai cũng bị dính hết luôn đấy. Chắc nó được nữ hoàng bóng tối kiểu biến đổi thành zombie, sau đó là nó đi lây lan ra khắp cái kiểu thành phố các bạn ạ. Ui, đó, chùm cuối đã xuất hiện. Và các bạn nhìn này, trong cái bảng máy tính này, những đốm đỏ này là những nơi zombie xuất hiện. Có vẻ như nó đã lây lan ra khắp thế giới này rồi các bạn ha. Ok, chuyển cảnh đến, chúng ta phát hiện một con Skibidi Toilet Zombie ngưỡi cưa các bạn ơi. Ui, mau chạy đi. Ôi không, nó đã cắn một anh cameraman rồi. Ui, ôi không, một anh này thì bị nó bắt đốt vào trong miệng. Ui, và đột nhiên Speakerman xuất hiện các bạn ơi. Anh ấy dùng cánh tay của mình để đỡ lấy cái miệng của con Skibidi Toilet Zombie, để cố gắng giải cứu người đồng đội của mình, giải cứu anh em cameraman các bạn ơi. Nhưng mà anh ấy là sức người, làm sao có thể chống đỡ được cái bộ răng này của con zombie đây. Cái bộ nhá này của nó khỏe lắm các bạn ơi. Ôi không, mọi người ơi, các bạn hãy ấn like nha, để hy vọng anh Speakerman này có thể giải cứu được đồng đội của mình các bạn nha. Hy vọng các bạn hãy giúp anh ấy nào. Ui, ui, chúng ta xem nào, người đồng đội đã được giải thoát. Nhưng không, con anh ấy thì bị cắn rồi các bạn à. Nó chạy đi người anh em. Ui, nó sắp đuổi tới nơi rồi. May quá các bạn ơi. Ui không, nhưng mà trận đầu nhân vật chính của chúng ta thì đó lại là một con Skibidi Toilet Zombie nhà khoa học. Con này còn đáng sợ hơn mình. Các bạn có nhìn thấy cái bộ răng của nó không? Sao răng của nó mà vàng vàng đỏ đỏ thế này các bạn ơi. Ui, đúng là zombie. Đây chắc là kiểu như là HP các bạn ơi. Nó cắn rồi, nó còn dính trên mồm của nó các bạn ạ. Ui không, no, đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Ô, một lá trắng xuất hiện. Và ai đến? Các bạn ơi, một nhân vật. Nhân vật này cầm cái búa. À, không biết có phải tay từng cameraman không các bạn ơi. Các bạn chờ mình tí nhá, để mình cho các bạn xem nhân vật này nhá. Đây, để mình, các bạn chờ mình tí nào. Đây, đây, đây. Nhân vật này cầm cái búa các bạn ơi. Đây, đấy các bạn xem này, đó, một nhân vật. Mình thấy đây là cái mắt của anh ta, mắt ấy sáng, cầm cái búa này. Ui, nhưng mà cái mồm anh ấy là giống cái mỏ chim các bạn ơi. Đấy, giống mỏ con chim ấy. Đấy, các bạn nhìn chưa?
đây chính là nhân vật này đã giải cứu nhân vật chính của chúng ta, một nhân vật bí ẩn giống như kiểu Đạt Phun Bùm ấy các bạn ơi. Đấy, đấy là bí ẩn như thế thôi, còn mình không biết hình dạng của anh này như thế nào các bạn nha. Được rồi, chúng ta xem tiếp các bạn nha. Nhân vật chính của chúng ta đã được giải cứu thành công và anh ấy biến mất như kiểu Titan TV Man vậy. Và chuyển cảnh đến một căn phòng các chiến binh camera này của chúng ta. Ui, đang phải đối đầu với lại cameraman biến thành zombie và Skibidi Toilet biến thành zombie. Không biết anh có thể thoát ra khỏi đây được không. Và các bạn nhìn kìa, đấy, ui, đây có cái cửa, các anh muốn đi ra lối này các bạn ơi. Từ từ thôi. Ui, ôi không, chúng ta đã bị phát hiện. Wow, ôi không các bạn ơi, đây chính là anh cameraman đã biến thành zombie này. Mình thấy cái lưỡi của anh ấy màu tím, không những thế cái lưỡi này nó còn có mấy cái đốm đốm màu trắng giống như kiểu là mủ các bạn ơi, giống như kiểu vết thương chưa lành ấy các bạn ạ. Đấy các bạn ơi, không biết có thuốc giải nào có thể giải độc zombie cho các anh cameraman này không các bạn ạ. Hy vọng là có các bạn nha. Chúng ta cứ theo dõi hết cái series này thì chúng ta sẽ biết thôi nha các bạn nha. Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là thoát khỏi cameraman zombie đã. Ok, mọi người nhớ like, đăng ký kênh để nhân BB có động lực nha. Hãy giúp cái video này của mình được 10.000 lượt like để cho nhiều bạn biết về Skibidi Toilet Zombie trên kênh của nhân BB các bạn nha. Ok, được rồi, chúng ta xem tiếp nào. Ui ui, ô, đã kích động đến bọn zombie này. Ui, bị cắn một cái là biến thành quái vật luôn đây. Ui ui, giải cứu nhân vật chính. Ok, what? Và người giải cứu nhân vật chính đó chính là một con Skibidi Toilet. Các bạn nhìn đi, trong cái gương mặt của con Skibidi Toilet này, mình thấy nó khá là hiền các bạn ơi. Tức là bây giờ Skibidi Toilet cũng sợ biến đổi thành zombie, và Skibidi Toilet đang cùng đội với những chiến binh cameraman, speakerman và tvman các bạn nha. Đấy, cùng đội với những người chưa bị biến thành zombie các bạn ạ. Ok, bây giờ sống chung rồi, bây giờ chúng ta làm người bạn tốt rồi các bạn ạ. Đó, đấy, anh này muốn xử lý nhưng không, mà là chính hắn đã cứu tôi. Chúng ta mau đi thôi, let's go. Ok, ui, đội zombie này nó đã sống dậy và bọn chúng tiếp tục truy lùng. What? Ok, các anh này đã chạy vào trong một cái nhà vệ sinh. Nhưng mà khoan, ơi, sao cái bức tường này nó lại bị thủng một lỗ vậy? Nhớ bọn zombie nó vào thì sao? Ôi không, chúng ta xem tiếp nha. Và đúng như mình dự đoán, một con zombie xuất hiện. Lần này không ai khác, nó chính là anh Speakerman lúc nay các bạn ơi. Ơi không, Speakerman lúc nay đã bị biến thành zombie rồi. Vì giải cứu đồng đội của mình mà anh ấy cũng đã biến thành zombie rồi các bạn ơi. Ok các bạn nha, thì tập đầu tiên nhân BB Reaction Skibidi Toilet Zombie, rất mong là các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách ấn like, ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên nha, để mình có động lực làm ra thật nhiều video hay hơn cho các bạn xem nha, nhiều series mới hơn các bạn nha. Và bây giờ mình xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh của nhân BB nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.